Chào mừng tất cả các anh chị tới với chương trình Tình Tự tối thứ tư hàng tuần của Neo Job. Và hôm nay là lần đầu tiên Neo Job go live sớm. Và chương trình ngày hôm nay thì sẽ khác với những kỳ trước. Thì mọi người cũng biết là mới vừa qua bão ở Florida, cho nên chương trình của mình nó sẽ thay đổi hơn bình thường một tí. Nhưng đặc biệt hôm nay Neo Job có một cái thông báo muốn gửi tới tất cả các anh chị, đặc biệt là những anh chị làm chủ tiệm nail. Một tin này có thể là hy vọng là giúp cho mấy anh chị về business của mình. Thì mấy anh chị cũng biết là trong tuần vừa qua là Neo Job cũng có tham gia một cái chuyến từ thiện ở bên Houston, là đem tất cả cái tiền quyên góp của mấy anh chị qua bên đó để giúp đỡ tất cả các nạn nhân của lũ lụt về xây cất lại nhà cửa cho những ai mà cần giúp của cộng đồng người Việt Nam mình. Và song song đó thì mấy anh chị cũng thấy là có rất là nhiều business, nail nail business của mình bị ảnh hưởng. Thì đối với nail business thì mình cũng cần phải vài tháng để khắc phục lại. Và sau đó là tới cơn bão ở Florida thì cũng sẽ ảnh hưởng tới mấy anh chị làm business nail rất là nhiều. Cho nên hôm nay Nail Job và tất cả những đối tác và nhà sản xuất có một cái chương trình để nhằm giúp cho các chủ tiệm nail của mình có thể khôi phục lại cái tiệm. Tuy là những cái phần quà này không có gọi là lớn quá lớn, nhưng mà cũng là một cái phần hỗ trợ cho mấy anh chị, để mấy anh chị có được những cái dụng cụ cơ bản để mà mình bắt đầu lại tiệm nail của mình, khôi phục lại sau những cái thất thoát của những cơn bão. Hai chị Vân Nguyễn, hai anh Michael, hai Mỹ Huyền. Anh Michael nói là cái mạng của mình chậm quá hả? Chắc em nghĩ là do bão đó anh. Tới ngày hôm nay đó là bên Florida, ngay chỗ thành phố của công ty Nail Job mới có điện lại, và mạng thì tương đối là nó chậm hơn một số những cái vùng mà gần đây chỉ chạy ra một hai block đường thôi, là có nơi còn không có sóng điện thoại nữa. Cho nên mọi người cũng thấy là sau cái bão thì cũng ảnh hưởng tới rất là nhiều người. Chào tất cả các anh chị đang ở trên live. Hai chị Vân Thu Trương, Vân Nguyễn. Mấy anh chị giúp giùm em share cái video này ra để mà cái thông báo này có thể tới được tai những người anh chị bạn bè nào mà đang có business nail mà nằm ở trong vùng lũ lụt mà bị ảnh hưởng đó, thì cũng có thể biết để mà mình được hỗ trợ cho cái tiệm nail của mình, để mình có thể khắc phục lại những cái thất thoát vừa qua. Thì dưới đây em sẽ đọc những cái phần quà được những công ty đối tác của Nail Job hỗ trợ. Thì bắt đầu ở đây là công ty đầu tiên của mình là Ly Chat, là sẽ hỗ trợ cho mấy anh chị một cái đèn gel, cái đèn trị giá mắc nhất hiện giờ của công ty Ly Chat, và kèm theo đó là sẽ tặng một cái kit chili để cho mấy anh chị có thể làm gel dipping, và 12 chai màu gel. Đó là cái phần quà đầu tiên của Ly Chat để hỗ trợ cho mấy anh chị. Và kế tiếp đó thì có của hãng Wave. Hãng Wave cũng sẽ hỗ trợ một đèn gel và 16 chai màu, thành một cái phần quà đi kèm chung với đó để giúp cho mấy anh chị có thể bắt đầu lại. Và kế tiếp đó là Maxine Nail Supply ở Houston với hai mẫu ghế mà gọi là có thể gọi là sang cho những tiệm nail của mình, những tiệm nào mà bị hư ghế đó. Một mẫu ghế là giá 1.800, thì sẽ hỗ trợ mấy anh chị là bán lại giá vốn, gọi là rẻ hơn giá vốn nữa, là còn 1.200. Và một mẫu ghế là giá 2.000, bán còn 1.400, để giúp cho mấy anh chị có thể mua được cái giá rẻ hơn. Và kèm theo đó thì sẽ có những bàn nail và những cái đồ nail supply nào mấy anh chị mua thì sẽ được giảm giá rẻ hơn, có thể là giá bằng cái giá gốc, để giúp cho mấy anh chị khôi phục lại cái tiệm của mình nhanh hơn.
thì US Maxim Nail Supply ở Houston trên đường Bel Air. Mấy anh chị nào cần thì có thể liên hệ số điện thoại là 832 617 8666. Em đọc lại số nhé. 832 617 8666. Rồi ngoài ra nữa là có Super Nail Supply ở Pennsylvania sẽ tặng 100 cái bàn nail free cho những tiệm nào mà cần. Thì mấy anh chị để nhận được những cái phần quà này đó, thì mấy anh chị có thể chụp cái tấm hình tiệm của mình, là mình cầm cái business card của tiệm đó, mình để vào ngay cái góc tường hay là cái nơi nào trong tiệm của mình mà bị hư, thì mình cầm cái thẻ business mình để trước đó, rồi mình chụp một tấm hình gửi vào trong Nail Job, thì Nail Job sẽ giúp gửi những cái phần quà, ship những cái phần quà này tới cho tiệm của mấy anh chị trên cái địa chỉ mà mấy anh chị chụp hình gửi vào. Và cái số lượng của mình thì sẽ khoảng 4 tới 500 tiệm nail thôi. Cho nên mấy anh chị nào mà đang có tiệm mình bị lũ lụt ảnh hưởng đó, thì mấy anh chị có thể làm liền bây giờ để mình có thể nhận được những cái phần quà đó sớm. Và đương nhiên là sẽ không có thể thiếu những phần quà của Nail Job. Thì Nail Job sẽ đại diện để ship những cái phần quà này tới mấy anh chị, là những cái chi phí shipping là Nail Job sẽ hỗ trợ hết. Và ngoài đó là sẽ kèm theo một vài mẫu supply mà để mình làm design đó, để cho mấy anh chị có thể làm kèm với những phần quà của những đối tác của Nail Job hỗ trợ. Rồi đó là tất cả những cái phần quà mà đối tác hỗ trợ cho tất cả các anh chị của chủ tiệm nail trong thời gian qua bị lũ lụt ảnh hưởng. Và em cũng như thay mặt cho Nail Job gửi lời cảm ơn đến tất cả các nhà sản xuất và những công ty đã hỗ trợ cho tất cả những nạn nhân nào của lũ lụt. Tại vì qua được ai mà đã nằm trong cái khu vực lũ lụt thì mới biết là mình cần một cái sự giúp đỡ nó to lớn như thế nào. Thì em thay mặt Nail Job cảm ơn tất cả các đối tác đã giúp cho đồng bào rất là nhiều. Lily Lâm, em không ở Texas nhưng em rất vui với rất vui mừng và xin cảm ơn. Dạ thật sự em cũng ngồi đây đọc những cái này nhưng mà rất là cảm động với những cái giúp đỡ của đồng bào mình khi mà cộng đồng người Việt Nam mình mà khi có những cái khó khăn xảy ra, nhất là những cái thiên tai mà mình không mong muốn hay là ảnh hưởng tới cộng đồng mình rất là nhiều. Dạ, đó là cái thông báo của ngày hôm nay, thì mấy anh chị trên live vui lòng share cái video này ra giúp cho Nail Job để cho nhiều người biết tới cái video này để có thể nhận những cái phần quà sớm nhất để giúp cho cái tiệm của mình có thể khôi phục lại sớm. Và bên cạnh đó thì trong thời gian qua em cũng được nhận được rất là nhiều câu hỏi là làm sao mà mỗi lần mà buổi tối tối thứ tư hay là những lần mà Nail Job có video live đó thì mấy anh chị không có được thông báo trên phone của mình, thì làm sao để mấy anh chị có thể coi được những cái thông báo đó dễ dàng. Thì ở bên đây em sẽ hướng dẫn cho mấy anh chị từng bước để mình set up trên phone của mình, để mỗi lần mà Nail Job có chương trình live đó thì mấy anh chị có cái thông báo vào trong phone của mình để mình biết mà mình theo dõi dễ hơn. Thì mấy anh chị lên cái phần search bên trên chỗ cái góc trên cùng ở trong phone của mình đó. Em không biết là mấy anh chị thấy rõ không? Dạ, mình sẽ bấm vào nailjob.com. Thì sau khi mà bấm nailjob.com xong, mấy anh chị sẽ thấy hiện ra cái màn hình giống như vậy. Mấy anh chị sẽ bấm vào following là nằm ở góc thứ nhì đây. Sau khi bấm vào thì mình sẽ ra được cái màn hình kế tiếp. Thì mấy anh chị sẽ bấm vào cái see first, là mỗi lần mình on Facebook mình lên mình sẽ thấy. Và ở trên đây á
thì mình sẽ có chỗ notification nè, mình sẽ bấm on lên màu xanh nhé, nó phải màu xanh thì mới được. Rồi cái đó mình bấm vào cái edit notification setting, bấm vào đó thì nó sẽ qua cái màn hình kế tiếp của mình. Mình có thể bấm vào góc trên cùng là All Post, là mỗi lần nail job post lên hình ảnh hay post lên những cái sự kiện hay là post lên video live thì sẽ báo về phone của mấy anh chị liền luôn. Thì lúc đó là mấy anh chị có thể biết được lúc nào nail job live mà vào coi live trực tiếp để đặt câu hỏi trực tiếp với bên nail job. Và trong thời gian qua, nghĩa là khoảng 2 tuần rồi, thì em cũng không có làm live để chia sẻ mấy cái cách làm nail với mấy anh chị, là tại vì tuần trước thì em phải qua bên Houston để mà đi đi cái chuyến từ thiện bên đó để giúp đỡ cho cộng đồng người Việt Nam của mình bị lũ lụt. Sau cái tuần đó thì em lại phải đi chạy bão gọi là đi chạy bão qua tiểu bang khác. Tại ở Florida là coi hầu như là tất cả những người Việt Nam ở khu này á, cỡ 90% là phải di dân hết ra khỏi đây, không có ai mà dám ở trong đây hết á, cho nên em cũng phải di dân luôn, mới về tối hôm qua để ngày hôm nay có thể lên live để nói chuyện với mấy anh chị. Và cũng may là hôm nay là có điện lại thì em mới nói chuyện được với mấy anh chị. Và cũng sẵn đây thì em cũng muốn nói lời xin lỗi tới tất cả những khách hàng nào mà trong tuần vừa rồi order hàng bên Nail Job thì sẽ bị trễ một tuần ship hàng ra. Tại thông thường là khi mà nhận order rồi á thì tụi em sẽ cố gắng ship ra trong ngày cho khách hàng luôn, nhưng mà do tuần thứ tư từ vừa rồi là bưu điện ở đây coi như là đóng cửa luôn cho tới ngày hôm nay, cho nên bên công ty của tụi em cũng không có làm gì được, hàng tất cả các hàng của khách hàng bị trễ lại, cho nên em muốn nói lời xin lỗi tới khách hàng. Và trong ngày hôm nay thì tụi em cũng đã cố gắng để gửi ra hết những cái hàng trễ trong tuần vừa qua để cho mấy anh chị có thể nhận được hàng sớm để mà mình làm trong tiệm của mình. Thì em biết mùa này cũng là mùa hè đông khách thì rất là cảm ơn mấy anh chị đã thông cảm. Thì một số anh chị cũng nôn nóng khi mà mua hàng, nó nôn nóng gọi vào thì em cũng có nói là sorry là bên em bị bão đó, thì mấy anh chị cũng thông cảm, em rất là cảm ơn. Em sẽ coi mấy câu hỏi trên đây để trả lời nhé. Có chị Vân Thu Trương nói là mình hay following nail job. Dạ em không em không có thấy rõ cái phần cuối, sorry chị nha. Chị Mai Ly, chị không ở tiểu bang, chị không ở những tiểu bang đó nhưng cảm ơn sự giúp đỡ. Dạ dạ em cũng cảm ơn tất cả những nhà tài trợ để ủng hộ cho mọi người giống như chị đó. Số phone của Nhi Huỳnh, số phone của Nail Job là 727 900 5999, 727 900 5999. Gọi vào bấm phím 1 thì sẽ trực tiếp qua line của Ngân. Và cảm ơn mấy anh chị đã dành thời gian theo dõi chương trình của ngày hôm nay. Và trước khi chào tạm biệt thì em muốn nói cái tin đặc biệt này là tuần tới vào ngày thứ tư, tình từ tối thứ tư ngày 20 thì sẽ có anh Trọng Hiền của bên hãng Ly Chat. Nếu mà mấy anh chị nào ở trên đây mà lần rồi có coi anh Trọng Hiền live đó thì tuần này là không được bỏ sót nha, tại vì anh sẽ đem tới những cái mẫu design rất là đặc biệt cho mùa fall tới nè. Và mấy anh chị cũng biết là những cái design của anh Trọng Hiền thì nhanh gọn dễ làm mà cái nào cũng hóc hồn. Em là lần rồi cũng bị mất hồn luôn, cả đêm nhìn bộ móng mà đẹp quá không ngủ được. Cho nên hẹn gặp lại mấy anh chị vào tuần thứ tư tuần kế tiếp để mình có thể được live trực tiếp với anh Trọng Hiền và được anh chia sẻ những cái mẫu design mới nhanh gọn dễ làm cho mùa fall. Và chào tạm biệt.